Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây sà cừ siêu to khủng lồ này nha các bạn. Để mình quay lên cây nha. Cây này siêu nhánh luôn các bạn ơi. Nhánh lớn không. Rồi chúng mình chuẩn bị leo lên cây nha các bạn. Cây sà cừ này rất là to nha, khoảng 270 nha các bạn, siêu khủng đó. Ê chợt lớn. Rồi chúng mình leo lên nữa nè các bạn ơi. Cây này rất là màu lớn luôn, cái vỏ nó dớt chứ. Cây này đưa mình leo mình cũng dám leo được các bạn, quá to rồi. Rồi chúng mình lên tới cái nhánh đó. Rồi giờ ông anh cột cái máy cưa G370 cho chúng mình ở trên cây kéo lên nha các bạn. Rồi chúng mình ở trên đó phăng cái máy cưa lên nha các bạn. Cái cây sà cừ này ở thị trấn Ba Chúc các bạn ơi. Cục lọc 3-4 cục luôn.
đây các máy nhánh này để mình chuyển cắt nha các bạn. Máy nhánh này là rớt xuống. Oh.
Rồi chúng mình ra tút ngoài này luôn rồi.
chừa lại rồi các bạn ơi. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn. Mình tiếp dọn dẹp cái này nè. Chưa nắng rồi đang tranh thủ đi ăn cơm các bạn. Chưa đói.